ấn một cái vào đây để nó lấy nét, nét trắng trước. Ai vào trong nhà vệ sinh đấy cũng nước nhiều không? Bạn làm là lấy nước, em lấy cái nước sẽ lấy. Quét trắng trước. Xoáy. Làm cái lúc đầu thì xoáy kiểu gì cũng được, cho nó kín màu, nó kín này. Để nó ăn vào cái bạc này. Và để cho nó bình vào hạt. Thế còn đến lúc mà vẽ hoàn thiện thì nó là mình vuốt ngang này. Trời thì vuốt ngang, nước thì nó vuốt rộng, thẳng tay. Thì một phần nữa phải nghe được nhớ. Cái cách này thì vào ngay trong mạng. Ui, vừa này dùng mấy tháng đi. Đúng là nhìn rộng lượng hơn khác. Cái gì cũng nhiều. Dễ tính thật. Cái gì cũng rộng. Thế mới làm được lớp chữ. Thì đầu tiên là màu trắng. Xong bắt đầu lan ra hai bên thì là màu hồng cánh sen cộng vào. Cái bầu trời này nó bao giờ nó thành hình enit này. Mà các độ phát hồng ở dưới em hắt lên. Các cái dãy núi này có thể quét qua cũng được thoải mái. Nhưng mà anh nào phát thì nhiều màu xanh thì khả năng nó còn không lấp được. Thì nó không sậm mất hình đâu. Như này đây. Phía từ trong lớp bớt ra quay hết. Thì lưu ý luôn trong cái lúc quay video này thì cháu xin nói luôn là nếu mà ra tường, bức tường to mà vào lúc thời tiết nó đang hanh mà đang khô, quét này nó rất nhanh khô. Một là mình phải chuẩn bị một cái súng mà súng được sửa kính đấy, mang đi theo để mang lên đi con công trình. Nếu nào nó khô thì mình xịt luôn. Thứ hai là làm từng bên một, làm bên này xong rồi mới chuyển sang bên này thì nó không bị cháy. Còn cái trường hợp mà nó bị khô nhanh quá là ví dụ bên anh em làm giả đá thì là gỗ thì hết rồi, không hút được, nó bị rít hút cháy. Cái thì bây giờ cộng với màu hồng cánh sen là cộng ít một, chấm ít một như này thôi, đưa vào làm dần ra. Mình bỏ qua cái màu vàng ra, tại vì màu vàng màu cam mà đưa vào cộng màu hồng với sen ấy, màu xanh kia là nó bị mình hòa nó không kéo là nó bị cháy, nó bẩn màu. Còn nửa cái bức tranh của nó nhỏ thì mình quán xuyến được về độ khô, mình làm luôn. Chấm cái hồng này nhớ chấm một tí nhá, đừng có quên, đừng quên lại như kiểu hay ăn thịt chó chấm mắm tôm, mắm nào hay ăn mặn phải chấm rúi hẳn mạnh xuống vì mặn lại còn bị ngẻ môi để xót chết. Nhớ là chấm ít thôi, tính tia bút là nó cứ đẩy dần, nếu mình thấy nhạt thì mình đẩy lên, hãy chấm thêm rồi đừng chấm mặn. Nhạt thì chấm thêm rồi, nhạt thì chấm thêm rồi, mặn rồi lại đẩy sáng thì nó rất lâu, bây giờ cho chấm và đẩy lên lại rất khó. Mặn rồi để kiểu chấm như cái chó, thêm mấy cái chó lại phải ăn với mấy cái chó nữa, càng hết mồm rồi. Kiểu xin mắm để ăn hết cơm, hoặc là xin đi cơm để ăn hết mắm. Hơi quá đấy, hơi quá biết ngay, bôi ngay. Tiếp tục đẩy trắng ra cộng hồng vào, quá hết cái này đi rồi, xin qua. Cái đầu tiên là hai cái màu trắng với màu hồng cánh sen thì cơ bản như vậy đã, ở giữa nó vẫn đảm bảo độ trắng, hồng lan hồng hai bên lan rất nhẹ, nhưng vẽ đèn lên cả cái phát hình thoải mái, tại vì màu nó nhẹ nó không che được cái màu khác đâu. Thì tiếp đến là cộng với tầng màu xanh này, tầng hồng cánh sen này, mấy màu xanh này đi với nhau nó không bị bẩn. cũng phải gót trắng xong bắt đầu mới nót cái xanh lên thì nó đỡ bị đậm quá. Rồi mà mình bôi hay bị này lắm, bị chết rồi màu kém. Nên phải lót lên, cái đấy phải lót lên rút màu đấy. Khó, phải lót nó làm chết. Mình phải lót một lần sơn vào mình làm được. Mình bôi phải lót hai nước. Mình đã tốn lắm, tưởng bùi thôi nhưng mà dầu nó hút khô này. Nên là cứ chấm thêm, thừa ở trên đây. Ít một thì nó hơi quá cái là đưa vào mồm rồi thì nhẹ ra không được. Khó lắm. Tốt luôn. Cái là liệu cơm gấp mắm vừa phải. Thôi lại như ta lại mình làm mắt quên là sao. Nước cứ từ từ như trong việc làm cho miếng thịt nữa thì cũng chặt mồm cũng khổ. Cái kiểu này mà hơi quá thì lát nó đẩy trắng lại nó cũng vất vả lắm, đẩy trắng lại không đơn giản đâu. Tại màu sáng đè màu tối nó khó, màu tối đè màu sáng thì dễ. Nếu một cái nữa là cũng phải lưu ý ngay là mình bôi hay cũng phải mỏng màu thôi, không được dày quá. Dày quá lát mình vờn nó khó, vuốt này là còn là vuốt nó vờn này khó. Ở dưới chân này thì nó nhiều hồng đấy xem luôn đẹp lên. Đó. Màu này dùng màu này dùng nhiều. Cái lót trời này thì sẽ rất là vất vả đối với những người mới học bị cháy. Ở dưới này thêm tí xanh rồi. Đoạn này nó có cái sống ở giữa, mọi người đến quét cái này thì nhẹ thôi, không nó bị gờ, nó tạo thành cái đường thẳng của sống. Cái chỗ này nó hơi bị dính quá là mình phải làm khác. Đến lúc vần ngựa vần sen là cũng phải hai tay hai súng, hai tay hai bút. Màu xanh màu hồng thì vờn nhau thì thoải mái, không bị ra cái màu mắm tôm. Nhiệm vụ của cái vần trời này là nó sáng từ giữa nó lan ra với màu hồng, và màu hồng nhẹ hơn màu xanh này lan ra ở hai bên này, xanh chuyển vào giữa cắm lắm, xanh chuyển nhẹ vào. Được, chơi được, chắc chơi được, ăn được, nhẹ được rồi. Đến mỗi ngày căng. Lát cái kia rồi. Đúng sở trường. Chơi được, và đúng sở trường. Lúc được mẫu nào khó. Lúc này thật khó không đã luôn. Cảm giác là cần phải sáng thêm ở dưới này nữa, cộng thêm trắng cộng hồng. Cái chân trời bây giờ nó sáng hơn ở phía trên. Mặc dù đây nó cũng là núi nhưng cứ làm đèn này. Rồi đến cái núi sau đèn này nó tự nhiên, nó không sót. Đấy, quét nó phải êm hết vào nhau như này thì nó vẽ núi rất ảo, rất sâu mờ. sao mà vẽ đậm nhạt tốt thì nhìn chụp vào nhìn nó rất ảo diệu, nhìn nó rất mờ mờ xa xa, là do người ta kiểm soát được đậm nhạt, kiểm soát được cái bài toán là gần tỏ xa mờ, cứ gần tỏ xa mờ mà chơi đúng cái công thức đấy thì tranh mới sâu được. Chưa nói đến các kỹ thuật làm khác, chưa nói đến các kỹ thuật là đập cây đập cỏ đấy hết, cứ làm được gần tỏ xa mờ, phía xa này nó cái núi xa nó ăn vào cái bầu trời, nó nhập nhà vào cái bầu trời, đấy là thành công. Đúng rồi, nó chính là màu nền trời, đậm hơn màu nền trời một chút. Đấy, dừng, như thế này là đạt yêu cầu. Mọi người phải làm rồi đã, quên. Ăn dưới. Ba giờ, nhanh lắm, không xong nền chiều nay đâu. Cái này cũng giống trên, cứ quét trắng trước. Đây là nút lót thì cứ quét ngang các dọc đều được hết, nhưng mà đến lúc để phẩy ra cái nước cuối thì phải là dọc, dọc phải, cũng phải dọc cái này, còn trời là ngang, không có kiểu ngang kiểu vòng thế này, vòng thế này. Nếu xong mất bóng. Nếu mà thông thường trên trường mà mình ấy sơn trắng lót rồi có cần phải trắng cũng vẫn phải làm bề này nữa không ạ? Vẫn làm đấy. Thì cái này vẫn đang là trắng lên mà. Cái này nó cũng như là tường trắng lên. Tại vì đây là cái này là để pha màu trên trên đấy. Chứ không phải là tường đen mới là phải làm cái trắng này, mà tường trắng không phải làm. Cái sơn trắng này là sơn để pha với cái sơn kia. Đây là pha màu trên tường. Còn đối đây là đối với những bước nhỏ thôi, còn bước to thì cả nhà phải hòa nó vào cái bát con hay là một cái ca này mang đi này, là hòa trắng này với xanh vào cái đấy, tức là mình quét lên chỗ nào trắng thì thêm trắng, chỗ nào đậm thì lại thêm xanh ra trời vào. Đấy, mục đích là làm thế nào mà trong cái quá trình mình vờn này là nó phải ướt, nó ướt vừa phải, nó đừng ướt quá, nếu ướt thì mình mới vờn được các cái độ vào với nhau. Để đảm bảo là cái bề mặt này nó ướt, không khô kịp. Rồi ướt hết. Còn nếu mà chỗ nào tường nó rộng quá thì mình phải chơi từ phần một. Vâng. Nó bút nhỏ hơn này, cái này thì cái màu ở sát tường này, sát cái chân núi này thì nó ảnh hưởng cái màu trên xuống, hấp xuống. Trời xanh nước xanh, trời đỏ nước đỏ. Vâng. Đúng rồi. Mình cứ phát này thôi, bình thường này, nó còn thực ra nó còn lát nữa nó sẽ không có cái màu đỏ xuống. Thế mà chủ trương là cháu không có vẽ, nếu mọi người vẽ bóng đổ nó rõ lún. Nếu mà có vẽ rõ thì chắc là chỉ vẽ mấy cái gần này, những cái xa hay không có vẽ. Ra bên mép ngoài này nhiều hồng hơn, nhiều xanh hơn, xanh nó cũng chuyển từ kia vào, xanh từ đây vào. Đây hồng của nát nữa đây sẽ là trắng hất xuống, và nát nữa nó khô thì mình còn cho các cái màu vàng, màu cam, những màu cam pha trắng vào. hát nó xuống. Phút hồng này không được, cho là để chuyển sang xanh trời. Nhờ cái mặt nước này lát nó không phải màu rồi, chẳng tiện cái tổ lát nữa nó phải màu xanh đen. Nhặt để hắt xuống dao này nó mới sáng dần lên. Cứ đậm ở cái chân vuốt xuống, đậm là đậm của xanh là trời này trước này, còn lát nữa sẽ lại có những khác đậm khác chuyển xuống, đậm của xanh núi chuyển xuống, hát xuống và êm mà những đoạn ngoài này không cần phải vẽ bóng núi nữa. Rồi làm nó êm ngay từ bây giờ, từ lúc này. Trông đẹp lắm đấy, trông nó đã hình. Đấy, phát xuống. Tại vì cái màu nhẹ này mình cứ nan vào những cái phát hình như thoải mái, nó nhẹ mà. Em không? Chưa không? Chưa không? Phải đi phải lại nhiều lần cho nó màu. Ừ. Sao lại thế? Cháu nhìn nghiêng hơn quá, chả nhìn nghiêng. Thầy có nhìn đi không? Bên này nhìn. Nếu thầy nhìn nghiêng này, đeo kính nhìn đây. Nhìn hẳn. Em thấy nó, nhìn gì sao? Đeo kính nó nhìn này. Nhìn thấy nó nói hát. Qua phát hiện dưới là mình cái nhìn kính. Cái màu này. Nó hơi bóng ánh điện. Còn nhìn. Trong đấy muốn mà trong là cái công đoạn này mình phải làm ngon lên từ đầu, êm mà cái độ nào lát nữa nó còn các độ khác nữa, nhưng mà cái độ này đầu tiên là cũng phải làm độ êm mà vuốt qua ngang để cho nó hòa vào nhau đấy, cũng không cần nhiều các cái ganh dọc này quá, ít thôi. Tiện đây thì quét luôn cái thang nước này, lên màu xanh này, cộng cháu nhạc nữa. Lan cả ra ngoài được, lát nữa lại cái màu xanh lan vào. Ở giữa hai cái thác này còn có khoảng nước. Vâng, không phải khoảng nước mà cái bờ đất. Thác kia lội xuống ao, xuống ao luôn, ao vậy chạy. Thác kiểu ao. Mình cứ bảo là ao. Ao là. Ao là. Cái mặt nước ở trên này nó sáng, tương đối sáng. Bên kia thì nó cứ để nguyên đấy, nó sử dụng sao? Cứ thác nước là phải lót cái màu như này rồi. Vâng, nước của nó trắng lên xanh trong, nó trong. Bên xanh này nó hát dần người này nó nát nữa không? Các cái trên sắc rời nó có cái sắc vàng ở cái này kèm cho lợn xe này. Rồi các bạn để làm việc đi. Từ có cái hình này thì những mọi người sửa một tí. Núi này theo như cháu là sửa cái lõi nó bé quá, nuôi trước là cần nó to hơn. Thế này, nó nên mình tả cái này nó đẹp, khúc chiết hơn một chút, to ra một chút, loại đi ra khỏi cái đường núi này. Bỏ quên sửa ngay từ nãy mà quên. Cao này thì nữa được, nếu nó ngang thì cho nó cao, cho nó đẹp. Và tới đây cũng là vừa chấm vào cái thang này cũng được. Đấy. Sửa to rồi tôi chạm đây luôn, nó ra khỏi cái đường núi này một chút, đỡ dính rồi. Cái tảng núi gần mình cần nó tả nó chi tiết, tả này đẹp hơn tí. Thôi rồi về quét cái nước. Làm nước thôi. Lại này, cho lên tivi. Cái núi xa trong tranh sơn thủy thì nếu mà nó cứ rơi vào có mặt trời, có sáng hay chiều chưa cần biết, chỉ có mặt trời thì nó thiên về những cái sắc này. Alo, cũng có thể là phải là cài đặt cái gì đó hay sao? Không, nó chưa tích hợp. Nếu mà ấy, nếu mà đời trước tí là không dùng được, đời mà là lắp một cái gì đấy, cái gì đấy thì là dùng chuột được thoải mái. Có thêm một cái gì đấy, nó gọi là cái cục bốc kìa. Bốc đấy, cả bốc gì đấy. Vâng, đấy. Núi xa này thì vẫn cháu xin phép nói lại các cái bài trước cũng nói rồi. Thì làm hai cái màu hồng cánh sen với lại xanh da trời 36 cộng với nhau và cộng với trắng thì cái tỷ lệ như này. Ở xa ngoài này thì nó nhiều xanh da trời hơn. thì mình cộng xanh ra trời nhiều hơn là hồng cánh sen, và bên trong là nó nhiều hồng hơn thì lại giảm xanh ra trời đi, nhiều hồng sen hơn. Đấy, cứ như thế là biến đổi. Chứ lúa sa thì cũng gọi đó là lúa sa rồi, nhưng mà bên ngoài này thì nó thiên về xanh hơn, bên trong thì thiên về hồng hơn. Thì cái màu lúa sa thì nó sẽ đậm hơn màu trời một chút, nhưng mà khi mình lót lên mình có cho đậm hơn nhiều hơn một chút, tại vì mình còn đẩy sáng lên. Đấy, như thế này là nhiều hồng hơn này, nhiều hồng cánh sen hơn này. Thì quét nền một là banh xô cùn, banh xô cùn là những dạng banh xô như này, số to hay số nhỏ thì nó đều là cái dạng đó. Mình đã quét nền nhiều rồi nó cùn đi rồi thì là làm dễ. Là hai là những cái chổi cán xanh này, nhưng mà ra ngoài tường thì tốt nhất ít hạn chế dùng cái bút này, tại vì bút này nó đắt tiền hơn, dùng nó lãng phí. Nó cùn rồi thì mình cũng dùng cũng được, còn nếu mà không chưa cùn thì không nên dùng chổi cán xanh. Đây, sử dụng chổi này mọi người nó cũng thế thôi, tốt nhất là dùng cái loại rẻ tiền mà hiệu quả thì ta nên dùng. Đánh nó gọn thôi. Nó gọn nhé. Vâng. Tôi rất là dùng cái này. Cái này hơi hồng quá, cộng thêm tí xanh nữa. Thì ba cái thằng này cố gắng là thay đổi về nhịp điệu nhá. Thay đổi gì ạ? Thay đổi độ cao, nó nhịp điệu nó thì nó bị từ nó hơi chuyên môn quá. Thay đổi về độ cao. Sắc độ thì cũng phải thay đổi, nhưng mà ở gần đây thì tương đối giống nhau, dịch ở trong kia thì nó mới thêm xanh. Ở dưới chân này thì không cần quét hết nhé, để sáng ngày đằng nào mình cũng phải xoáy trắng lên, xoáy xương lên thì không cần quét kín. Đấy, chính chỗ này là nó phải tách ra. Đấy. Thì cả nhà đã quan sát là hai miếng núi này nó đã khác nhau rồi nha, hai hình thù nó khác nhau, tuy nó cạnh nhau sát nhau khác nhau một tí đi. Tất cả những hình thù các quả núi này mà làm nó càng khác nhau được thì càng tốt. Đấy, nó rất là phù hợp với lại nó đúng với chuẩn của hội họa. Đấy thì lúc phát hình là một chuyện, còn lúc mình đẩy này lên lại một chuyện khác nữa. Mình điều chỉnh to nhỏ lớn bé, chỗ nào mình cảm thấy nó không hợp lý thì mình sửa nó đi ngay lúc phát đèn này này. Đây là lúc quan trọng này. Đấy, con này muốn đậm thêm một tí nữa, nhấn thêm xanh. Đấy, tất cả hệ thống đua xa quét hết ngay từ bây giờ. Tầm này bạn này là đối chung đấy, tầm này là tập trung, không phải tầm xa đâu, xa là này với này. Đấy, thêm xanh nhiều hơn. Chơi rất xa đúng rồi. Toàn được. Bình thường mà đi giao tranh ấy, ở đây thì không mối là Hải là biết thôi. Nhiều thằng khó tính đến lúc giao tranh nó cầm nó đưa ra bóng điện, xem nó hở như này không. Hở nó nhìn ra bóng điện nó phát hiện được ngay. Là nó không đồng ý hở đâu, còn bây giờ là học cái cách hóa học là học vẽ tranh tường, hở thoải mái, tận dụng cái tường trắng người ta không cần quét hết. Người ta dở tiêu lên. Đằng nào mình cũng phải ấy sáng vào mà. Đằng nào mình phải cho trắng mình xoa vào, nhưng cái bài này cháu để lại cái trắng này thoải mái được, chấp nhận là được. Có phất thì chỉ phất qua thôi. Còn nếu mà đúng chuẩn của vẽ tranh sơn dầu hay là tranh sơn này vào vải là không được để hở như đâu, vẫn phải cộng trắng như này, là phải cộng trắng vào này. Đấy, cộng trắng vào như này đúng này, không có chỗ nào được hở, tức là bề mặt phải kín hết. Thế còn chấp nhận là cho ăn gian cũng được, nhưng ăn gian được thì ăn gian, không thì làm đúng quy trình thì như này. Nhưng mà sau này cho trắng vào thì nó vẫn kín rồi. Thì sau này không, cái sáng nó không chín, trắng kia là trắng xoáy bông mềm, nó không dày được màu, không kín được. Cho nên soi lên bóng điện là biết ngay. Đấy, đúng quy trình là vẫn phải đệm trắng vào xong chuyển lên là như này. còn ai làm thì dịu được. Nhưng ra thường thì đâu nhất thiết là phải ở đâu, bên dưới cái màu mình cũng là màu sơn rồi mà, tường sơn mà. Trắng rồi phải là tường mà cho mày soi tường. Thế còn muốn với ăn gian với trần mây người ta cũng làm của đấy đấy, trần mây người ta phát mây to người ta để lại, người ta đi đệm xanh vào thành mây. Anh này lúc đấy là có Pháp này, còn cao hơn một chút nữa. Nhưng mà lúc đấy là cháu Pháp nó ôm mình theo cái mẫu kia thì nó không hay lắm, nó ôm vào thằng này. Hai thằng nó cùng đồng dạng thì không hay. Nó thì cháu lệch đây thì lấy lên. Cháu lệch thằng này ra một chút. Thấp hơn một chút, thằng kia một chút. Thằng bọn này cho cao hơn một chút. Bé hơn. Số thẳng. Vâng. Cái này mình điều chỉnh bằng kiến thức, những gì mà mình vận dụng được kiến thức. Kiến thức là cái gì nó chẳng có gì cao siêu cả. Đừng có cái anh nào giống anh nào là được. Đừng có cái to nào giống to nào đấy, như hai thằng này thì thằng này có thể là hình thú hơi khác tí mà diện tích nó nhỏ hơn tí, là nó đảm bảo yếu tố khác đi rồi. Vô hình dạng. Đấy, thì cái kiến thức thì nó chỉ có thế thôi, nhưng mà kiến thức thế thôi nhưng mà cũng đau đầu đấy. Tại vì quản lý là cứ chóp mà cố gắng để nó cái tóc khác nhau là cũng hơi nặng đầu rồi đấy. Tiếng của em nó toàn ngủ nó không thức. Đấy nên là quá sau các gọi điện thoại báo thì chắc là bảo anh nhớ mang Panadol đi, tránh đau đầu. Em vẫn mang mà chẳng có bác không dùng đường mang thuốc trước kìa đau bụng. Rất cẩn thận. Thôi bây giờ thì đây là núi xa là xong. Đây là núi xa. Còn phía bên kia nữa, phải không? Quét luôn nhá. Đúng rồi. Bên kia đấy. Nó nhớ rồi thì không cần nhìn màu nữa. Đấy là trên video. À, đây là tập trung này. Đây mới là núi xa này. Chỗ này muốn nó xa hơn thì mình cho nó nhạt hơn cũng được. Này thì đấy cần phải nhìn mẫu nữa. Đấy là em, nhưng còn mọi người thì cứ phải nhìn đấy. Thế như là chỗ này nó còn một cái núi nữa đây phải không? Trong mẫu ấy, có núi không? Có một cái núi nhỏ nhỏ đây nữa không? Vâng. Bỏ qua một cái. Nhiều ngọn quá. Có đá nhưng mà không đủ đập ra. Cái cây lại khác. Đi ăn cái này một tí. Này nhiều xanh hơn. Không có bệnh dây chuyền thì cũng đỡ. Em để lớp xanh của nó quay lại đấy. Ô đấy, nó vào mình lấy cái cô tạt bốc ô. Nó giật ra. Đấy, có biết ngay. Xấu là tại ngày đúng không? Con dưới là nhà nó vào cán chơi như thế. Không, còn gương để cho xấu thì tí mình với ấy là mình mới kiếm được hồng vọng chứ. Thời gian các bạn màu tương tự lắm nhỉ. Đây là núi xa, thế là có nhớ được không hay quét núi gần luôn nhé. À núi tập trung luôn đây, tập trung luôn thì đây có mấy quả này. Một. À cái thằng này, thằng này là cũng núi tập trung đây. Núi tập trung 6 tác lượng ấy. 1, 2, 3, 4 thôi. Này núi cái. Rồi ở trên mẫu thì cái thằng này là tầm trung rồi, nhưng mà thôi mình cho thằng này tầm trung rồi. À hai thằng nó dính vào nhau rồi mình tách ra. Này tập trung đúng không? Xa chung gần. Núi giữa thì làm hai màu xanh 66 với cả 36 cộng vào với nhau để cho nó lạnh đi. Đấy. Thứ hai này cộng với nhau 50-50. Làm khác cái của bạn kia một tí. Kia thì có mỗi núi, cảm giác có mỗi núi xa với lại núi gần thôi. mình làm một lớp nung giữa sắc nó ở mức trung gian. Hai cái này nó đang cân đối này, để phân tích luôn là hai này ngang nhau nó cũng không đẹp này, hai này tương đối ngang nhau cũng không đẹp này. Vậy thì mình cho một thằng này lên hoặc là thằng này lên. Đấy. Thế là vị trí nó cao thấp khác nhau đi một chút, rồi chỗ này thì giảm nó đi. Đấy. Nó đối xứng nhau là nó không đẹp. Chi tiết về hình này. Đây làm cái dãy này riêng. Đáng nghĩa là trong mẫu là cái thằng này và thằng này cùng là một. Vậy là mình tách riêng ra cũng được. Không ai phải gì hết. Quan trọng là bắt mọi người vẽ đúng đúng hình để học cái cách phát hình thôi. Còn núi thì ở mang cái chất tương đối. Không cần phải chính xác như thế. Học như thế để cho cái bài sau nó nhẹ nhàng hơn và nó vững kiến thức. Về nhà mình còn căng nhiều cái khác. Đấy, để học cái vấn đề phát hình cho nó thầy củ hành đấy. Củ hành mà. Nhận rồi, nhận. Bây giờ mới biết à? Hành tây thôi đâu. Củ hành cho một lúc mà. Không củ hành thì tôi biết. Không, tại vì em vẫn phải rút kinh nghiệm dần. Tại vì những khóa trước mà mình dễ dãi về vấn đề đơn giản cái núi này bảo thôi thế nào cũng là núi thì không được. Để mà mình biết cái cách phát hình cho nó chính xác, nhiều anh cứ vu vơ phát. Nhiều khi phát từ đây ra đây, xong lại từ đây ra đây. Xong rồi từ đây đuổi người khi là quả núi này đấy còn chỗ này khác nữa. Thế là mình không quán xuyến được hình. Thế mà thôi, anh phát hiện được, mất quả này thì thôi. Thế là thành ra dễ dãi quá. Là một cái kiến thức nó cũng bị trôi tuột đi, xong về nhà cứ kêu là quên mất rồi. Thì khả năng của này cho nó nhô cao lên nó gần bằng quả bên này, nhô cao thứ hai của này nó gần nhau. Cho nên là cái nhà văn văn gì nhỉ? Nam Cao à? Bảo là cẩu thả với nghệ thuật là đề tiện cứ phải Nam Cao này. Thì cái phát ngôn của ông ấy thì cháu cho là đúng. Nghệ thuật nó phải cẩn thận một chút. Đã đạt đến cái độ nghệ thuật thì nó phải cẩn thận, nó phải trau chuốt. Chứ nghệ thuật mà cẩu thả thì đúng là không được. Tại sao Nhật Bản nó hơn mình và nó hơn cả cái nền văn minh của thế giới hiện tại bây giờ, nó cái gì nó đạt đến cái độ là đỉnh cao. Uống trà nó phải gọi là trà đạo thôi. Kiếm là kiếm đạo. Mình đây gọi là trà đạo. Ban đạo. Nhạc thì mình không chấp. Chấp. Rồi. Chấp gì? Ôi, nhạc đến. Máy quay nó bị lấp đầu. Nhìn đây nhìn cái tật luôn. Trong canh. Hôm mình nhà mình mở mạng cho mình. Nhìn cái này nó nổi này thầy. Nhìn ngoài cái đấy mà vẽ tranh tường ở đâu to lắm mà trèo leo. Giống như mà tuyết phủ ấy. Thế là cái bà có mặt sang là bảo ông làm gì đấy. Bà đang xem này. Ôi cái cô về cái cô ấy, nó lại nó nhoáng. Thì cháu đi vẽ nhiều nơi cũng bị nhầm, người ta gọi nhầm, xong đến có người sau thì khoảng phải quay mặt ra cho khán giả nhìn về sau chẳng xuất hiện được trai gái gì. Em bảo cái bóc người cũng nhỏ nhỏ. Tại sao để người ta chỉ nhìn được tóc mẹ eo thôi. Nhìn vai u thì bắp mồ hôi dầu thế này mà bảo là con gái. Mai phải để dâu. Cái này nó đè tan cái nháp của cái cây này. Tan thoải mái. Phát như thế thì coi như một lần học nó phát lại phần nữa. Mà phát lại lần hai là không được phép sai. Coi như là lúc đấy là phát nháp, bây giờ phát lại là sai là đi đẩy lại thằng này là mất công. Đấy, cháu ý tưởng hết rồi, cháu phát hai lần. Còn đúng là như bình thường cháu làm là cháu không phát cái cây này đâu. Làm nót núi hết đi. Xong bắt đầu mới phát là làm luôn, xong phát là làm luôn. Đấy, còn công đoạn hướng dẫn thì nó đôi khi nó phải ngược lại tí. Thằng này nó núi gần đấy nhá, nhưng mà cái nót chân thì vẫn nót sáng lên. Gần gần thì nó phải làm kéo để cho tách được cái cây tùng ra thành như này. Nó thằng tùng này nó còn nằm bận bên ngoài thôi. Đâu gần đâu. Cái đấy thì cái vấn đề để chắc nó phải đến ngày mai. Rồi tí này xong nó bắt đầu mọi người về đấy. Cây rồi đấy, bế mạc đấy. Chờ em chờ đến bao giờ cái này nếu còn tiếp tục nó nói lý thuyết thôi để mọi người quét luôn. Nếu ai xong núi giữa rồi thì quét núi gần. Núi gần thì xanh 66 cộng với đen. 66 cộng đen. Xanh 66 cộng với đen là tỷ lệ khoảng 60-40. 60% là 66 còn 40% đen. Đến lúc gần ra đèn có nghĩa là nó đừng đen quá, nó cảm giác vẫn còn nhìn thấy cái màu xanh ở trong đấy là được. Màu xanh 66 Bolero đấy, thầm làm chuyện 66 rồi. Quét mà cái chỗ mà gần thác nước thì làm nó hòa quyện với cái thác nước, đừng để nó cứng như kiểu cái nữ dao bào, đừng để cái hai cái tiếp giáp giữa xanh nước khác và cái nó đừng cứng, quyện vào với nhau. Cưới rồi. Bao nhiêu núi thì phá ít, cuối cùng còn 2 núi gần xanh xanh tí thì nhiều. Những ngày đời. Thôi dạ. Cái này. Cứ bỏ lại cái đấy. Trùng hết vào cái tán cây của cái thằng cái này rồi thì. Chú phải xoa cả vào, xoa hết. Xoa hết vào tán cây. Thế là xoa hết lại phát này. Nó cùng thêm không bạn nó đổi mình ra đổi lâm trêu cái mà đi làm thật không, mình không thay đổi đâu, cái mình ở trên đấy nó thật thà. Còn cái khác có đổi không? Chắc không đâu nhỉ. Mình quét được xong cái núi gần này coi như là đã có đậm nhạt, có xa gần rồi đấy. Ai làm tốt là nhìn tranh nó có chiều sâu rồi. Mà khi em cứ pha cái hai này với nhau quét nhưng không để ý tỷ lệ đâu. Mình tỷ lệ người các bạn phải quen mắt thì các bạn nặng. Vâng, cứ nhìn là được nhưng cũng không để ý là bao nhiêu. Hôm nay thì mới để ý chắc là cũng chỉ tầm 20% đen thôi, 20 hoặc chưa đến. Vì cái loại đen nó ra rất là nó mạnh lắm. Thằng đen này quét nhớ tay cái xong rồi nó quét trắng lên thì lâu mới lấp được. Thầy của... là khát nước cả ngày luôn. Cái này tô sát chân này. Đâu? Đây, cái núi này rất là sát nhưng mà xuống dưới thì cộng thêm trắng, giảm đen đi, cộng trắng vào, cộng thêm trắng, cộng xanh ra trời và để cho nó có cái lớp xương đi. Chuyển nhẹ xuống. Mãi có ai hỏi người tên ấy biết nói gì đây với em mà em lỡ đành quên sao em đưa ăn ngay giữa con đó nó có đang ướt sai thì lấy cái bay gọt đi xong rồi cũng phép trắng đấy. Đúng rồi, cái bay gọt đi là nhanh nhất. Sai của mình. Quả núi này cũng không đúng đâu, sao lại cho màu xanh đậm vào đây? Đấy là mình còn nhớ. Buồn em hỡi khi lỡ nói yêu em nhiều. Xoa nhẹ xuống dưới cộng với cái màu này này để nuôi trong thức cho nào. Xoa nhẹ này. Cái chân nó sáng này không sao, đã chú này giờ là xe. Chú cộng cái màu xanh ra trời, màu xanh lá cây chú xoa lên. Không sao, mấy cái này không ảnh hưởng gì, nó không nghiêm trọng như kiểu là vần nước vần trời đâu. Tại vì nó đằng sau cái tùng thì mình không có diễn tả nó kỹ, tại vì đằng nào phải xoáy xương vào. Nhớ đành quên sao em. Này mà ra tường của cái nhà nào mà không bả quét thì tốn bút lắm. Anh cùn. Này anh nào về có cái bọt biển cầm lên ít nhá để em dẫn cái chấm cây vào bọt biển. Mút cái bọt biển cũng là nó mà. Mút đen thật. Cái mút thôi. Bây giờ mua thầy lại còn bọt biển thường thường người ta lại nói là cái xốp mà để hay để kệ cái tivi thì biết. Bây giờ chúng nó còn lớp mua một cái đệm về cắt thôi còn biết. Bọt biển cái tivi nó còn là xốp. Vâng. Thì em ở là cái bông điển mà. Cái mà thì hút nước đấy thật. Cái mà hút được nước đấy. Tự tranh người ta có làm miếng hút đấy chị. Ừ. Mang nhiều. Mang mỗi người 1 cân. Nói đùa nhưng mang mỗi người nó vào bằng 1 miếng 1 bàn tay này rồi. Nó cứ dày tầm 3-4 phân. Đấy rồi, bàn tay. Thầy cứ gọi cho nó ship đến một cái hạt nặng, cái đệm đúng rồi. Em đi làm miếng xẻo dần cái đệm mới. Mai nó lại mang 1 cân đến thật. Ăn cũng chẳng biết. Để dùng đi về lại. Nên tìm máy bay. Mà ai xin bộ này là có được này. Ôi rồi. Bây giờ đấy là chào điêu đi. Điêu làm đấy. Cháu ạ. Đại. Đấy để chống quá. Tránh con cái cứng ấy. Chống quá lối. Trong giày bên ngoài nó khép lại thành như điêu làm. Gì mà chỉ cơ số đấy. Ok đấy đưa tiền. Sao? Sao không? À. Ở đằng xa này có một cái bờ cỏ nha. Mấy mỡ là trắng này cộng với lại xanh da trời cộng với xanh non chuối. Đấy như kiểu cái đảo ra. Vâng. Nó cũng là các cái bờ đất. Giống kiểu như này. Đây thì sẫm hơn một tí để vẽ sau, vẽ bên này trước. Đây xanh nón chuối cộng với lại xanh xanh sáu. Thầy cái bút trông ngon hơn mình nhỉ? Vâng. Bút luyện từ mấy kiếp vào đấy nó mới ngon. Mình bút mới. Có đường kia mai cho ông người cái củi đâu này. Được. Không. Thôi. Những con gà vào đây là bút mình bút mới hơi tòe. Ở đây này. Còn phải bằng bút khác đi cho chú giọng thế. Cho anh những là cái chổi. Không chú thầy mà nó qua đâu là đổi hộ anh. Bằng bút mới này. Không phải của mình đâu mà đúng không? Này bằng bút mới này mình lấy. Hào phóng. Đấy. Vậy ạ, gần lấy bút to hơn cho nghe. Hơi khoảng 2 màu trên 3 nét luôn. Có làm bóng luôn không? Có làm gì? Làm bóng cỏ. Có phân luôn. Từ bên trong thì nó đậm hơn ra bên ngoài nhà thôi. Lấy cái xanh 66 này phải luôn các cái bóng đổ. Phải luôn ạ? À? Phải luôn ạ, à? Không nó cứng. Nó chênh được, bụi kia. Nó hình chính. Không biết phải không? Nó mọc từ từ ra. Có 2 cái tay, có mỗi cái tay, 2 cái tay thôi. Cứ mình cắt ra hết. Không, cái đấy là để anh em chỉ thực tập. Ừ. Trước khi vào tranh. Ông nào về còn cái chân mây như thế. Tập nữa. Chân mây rồi. Đây, bức to rồi. Thôi là phải xóa mất tiền sơn xóa thầy mẹ. Rồi. Bạn còn đến nó phạt đấy. Phạt luôn đi. Ra ngoài hành lang một vẽ, đấy là biết là vẽ đêm. Đấy là biết. Cầu trên cao đấy. Rồi chào bạn. Cả tổng hợp, cả chân mây, cả tranh. Chân mây thì không có gói riêng, nó phải tổng hợp trong đấy hết. Cái video đấy thì nó tổng hợp trong đấy. Đấy một bài. Trong đấy có cả chân mây thì có 3-4 bài. Hiện tại có 3-4 bài, về sau thì tăng thêm. Cái trò ấy thì thấy. Đấy là em muốn đang hỏi mua cái video đấy thì thanh toán qua ngân hàng thôi, xong là anh chuyển cái video cho 700. Nhiều cả chân mây cả tranh 3D. Nhưng mà đã xem cái video giới thiệu chưa? Em đã xem cái video giới thiệu chưa? Xem rồi, không xem hết đúng không? Xem hết đi, xem hết thì đầy đủ thông tin mà. Đấy, đi xem có phù hợp không thì hắn mua. Đi xem hết đi, trong đấy nhìn cụ thể trong đấy có đấy thì xem. Thì đây này có cái lùm cây ở gần thì nó cao một chút, xa thì nó thấp đi. Cái này thì các khóa trước bị lỗi này nhiều, lỗi là cái lùm cây rất cao. Nhiều anh là ví dụ cái núi như thế này thôi mà lùm cây lên tới đây, đây cao quá, cây đa không lại được. Cây là có trước núi á. Đấy, cây là cao bằng nửa còn núi là kinh khủng. Cây là có trước núi, nó phải cao hơn. Đấy thì nót thì bây giờ lại cái chân này đậm, trên thì có đẩy sáng lên thì đẩy không quan trọng lắm đâu, cứ nót ghen này đừng đập xuống nó cũng được, không làm sao hết. Nhưng cái này phát xuống một tí qua để cho nó đỡ cái đường cứng này thôi, còn thực chất thì lát nữa mình lại phải lại lần nữa. Khi mình bị cái cứng này mà mình không giải quyết ngay, lát nữa nó có thành một cái gờ. Khi nó khô thành một cái gờ thì khó xử lý, khó vuốt hơn. Thành cái đường ray. Đấy, nó thành một cái gờ cứng thế là khó vuốt hơn. Đấy, mình vuốt này chả qua là để phá cái gờ đi thôi, lát nữa vuốt tiếp. Đấy, chẳng như cái núi này thì nó lại thẳng vào đây. Đấy, ra kiểu bóng đổ của thằng núi đấy. Cái thằng này đây thì lại xuôi xuống này. Thế rồi lát nữa để nó xe này đi vuốt. Mình chỉ làm lúi đổ kiểu vuốt buông thôi chứ không làm rõ thì sao mọi người không làm được. Nếu ai làm được thì cứ làm, không nó cứng. Lát nữa thì hướng dẫn. Đấy. Ở trên sáng chỗ đấy là có hay đất này, có đất để cho màu xanh này rồi cái còn nó đẹp nó phải thành dễ nhiều. Thực chất thì đây là nót để cho mọi người biết để đậm nhạt thôi, còn bình thường là cứ nót một màu xanh đen được. Đấy để mình hiểu được khối, các anh em qua trước thì rất hiểu được khối cái này. Đấy, lát nữa mình đập cỏ là mình phải đập theo những cái mũi này. Thì để biết khối. Mỗi một cái là một như kiểu một cái triền đất riêng. Vâng, nó là một cái mũi thì để mình đậm mà có đậm nhạt. Dưới này thì xanh đen. Đây là vách núi. Nguyên đen không được. Nhớ là hai bên này bằng nhau nha. Có người lúc nãy hình như quan sát mình quên không nhắc này. Thì như được có miếng này xệ xuống, mình bỏ cái bờ đi, cái bờ kia của các bạn kia hơi vô lý một tí. Cho tí nước vào vuốt nó sẽ dễ hơn. Kết quả rồi, lát nữa tao thê xe thì này vuốt cái sáng, đổ sáng xuống rồi còn vuốt nhiều độ nữa, vuốt những cái độ về sau là vàng nâu, vàng thư, vàng đất vào đây, còn vuốt xuống tiếp nữa, nó nhiều lớp thì bắt đầu nó mới trong. Vuốt kia là vuốt gì chẳng tôi thầy các bạn đâu, còn cái roi đất nữa này. Chỗ này thì cho nó bóng đổ luôn. Đúng của nó vẫn phải vuốt rộng. Nhưng mà đây chỗ này thác nước thì chắc nó động. Thác đổ đây nó động. Vuốt ngang. Cái thác nước nào mà mình muốn nó động thì mình phải vuốt ngang. Còn đa số cái tranh sơn thủy này làm đều, đa số các em bác sĩ làm tiêu chuẩn. Tại vì nếu làm chuẩn nó rất lâu. Thì lát nữa đến cái lúc mà vẽ nước và vẽ thuyền thì sẽ phân tích. Có rất nhiều cái sai, nhưng mà rất nhiều anh em biết sai nhưng không bao giờ sửa nó. Tại là vì sửa nó rất lâu. Vì thác nó dội xuống là nó có sóng vào. Rồi sóng là thì nó phải ấy ngàn. Nước là nó có lăn tăn. Rồi. Lăn tăn nhưng đây toàn vuốt xuôi như này, nước tĩnh, nước này không có gió. À. Biết đấy nhưng mà không sửa, tại vì làm cái nước ngang lên nó mất thời gian lắm. Mấy khi có nước tĩnh đâu mà. Đa số là kể cả cái ao bé đâu, vẫn có sóng. Thế nên là biết nhưng đa số là không sửa. Lười. Sửa nó lâu, lười. Không phải lười mà do làm lâu như thế thì đấy cũng công. Nhiều bố là đang công trình chạy là cứ thế mà chạy thôi. Làm một cái bờ cỏ này chắc là thôi, cho nước nó nhẹ. Rồi chắc là thôi, đang nó xóa hết bọt rồi. Làm cái bọt mà khó để đẹp. Không, bọt dễ lắm. Làm cái khó lắm. Không, bọt dễ chú ạ. Nấu giả cầy mãi mà nó chả thấy có tí bọt. Đấy thì là để lót nốt bên này cho nó chọn đi cho mọi người. Cứ lót xong đủ đậm nhạt thì nó cũng tương đối mà. Khi nó đổi cái bài mà thầy nói lại là một bọn đâu nhìn thì em nhìn sơ bài luôn, sơ đấy ăn cắp bản quyền luôn. Lấy cái này về cũng bài cũng được, gần hơn thì mình lấy nguyên không được. Bên này đây lửa mỗi thế này dùng màu sắc mà lửa bao người nhỉ. 3D phải là 3D. Cái anh khóa trước là có anh Dũng Hưng Yên Tài có mỗi cái màu này nó là tranh mỹ thuật. Bao nhiêu người mất tiền đấy. Mình mới kiếm được tiền. Nhìn là cảm giác mê mẩn luôn. Chứ không ai ven thì mình đi học bằng gì. Không ai mua, không ai. Anh làm cho lấy vợ đang đi tán gái, thấy vẽ này con gái vợ ngồi xem. Nó lấy luôn. Không có vợ rồi lấy vợ nữa được. Cái nào nó ham mê. Cái gái họ trượng cái nghề họa sĩ đó. Thích người họa sĩ. Không có tài mình phải thế. Chuyện giá sao thua đâu. Rồi, em đang đi. bỏ ý tưởng đi, không gài nhiều cháy, không thích. Bao giờ chú tưởng vẽ ngon là chú để trong gài luôn. Em để dần rồi đúng họa sĩ. Đúng chất họa sĩ luôn. Từ khi lên đây bắt đầu nuôi tóc rồi đúng không? Có ý tưởng rằng biết giá trị của tóc là như thế nào. Bây giờ có ý tưởng rằng đấy thì bây giờ cứ bôi thoải mái, đừng có sợ lấp cái tùng, cứ bôi cái đây là cái chân bờ cỏ, mà cái chân bờ cỏ thì mọi người nhớ đây, đây là lớp đằng này, bờ cỏ này của anh này, bờ cỏ này của anh này, nó đây xuống đây, đấy, bôi phải hiểu nhưng mà cứ kệ nó, bôi tràn hết đi, đã lên đập cây chèn cỏ vào đấy. Cây nó đến đâu thì đến đúng không? Đây, đây là cái chân bên dưới này, có thể kỹ nữa ấy, lát nữa sẽ vẽ những con đường nhỏ nhỏ chạy quanh chân núi. Cái sao tại nó thô bò. Bây giờ đóng cửa rừng rồi, không có đầu đâu mày ạ. Bây giờ đóng cửa rừng rồi, không mua đường vào đấy đâu. Làm thêm con cá sấu cho nên. Thô bò các đều. Cái này là về khủng long. Bò này bé bé chắc là chả tập. Ôi trật tự đi mà nghe, xong tí nữa không làm được lại hỏi. Xin lỗi anh đi, anh nóng tính lắm đấy. Đánh luôn đấy. Có cho mà ăn ra sâu rồi. Rồi thế nào? Rồi cái khe này. Đó. Ai chà chà. Alo. Em vẫn mang vào cho anh 16 suất nhé. Cái này gần thì phải đang cứ cho nó to ra xuống. Vậy lúc đấy bảo là nâng cái này lên rồi mà vẫn cứ từ đây. Thực ra cái gió nước này nhìn thấy rất ít, rất bé. Vâng, không cần. Mình phải chọn ra cái mẫu trước. Bé nhưng nó vẫn có. Cái mẫu của mình nó vẽ nó không đúng. Chính tiễn nhỏ mới đẹp. Nhiều có, nhiều có. Buổi chiều trông như bãi cỏ sân gôn nhỉ. Buổi chiều mình phẳng ly em với ông đánh gôn đấy, như bãi cỏ sân gôn này, màu lạnh hơn, thêm trắng vào cho nhẹ xuống. Tí hồng như là cái màu nó phải lanh lạnh, gần giống cái núi kia từ chân đấy, còn này vừa nó đập cây này. Đấy cây đấy thì thấp, xa nó tí ở ngoài xa. Quan trọng nhất đoạn này chỗ vẫn phải để hở nước này, cái khe còn kia có như là nó luồn nách vào trong đẹp luôn đấy, đẹp. Để nhấn vào cái điểm hút mắt mà nó nửa mắt nó hút ở bên trong sâu. Nhưng còn lát nữa chỗ này thì làm nhập nhà, bắt đầu làm vài nụ cây nên tách ra. Mua nhà. Để tính tiếp cái nhà đây đấy. Xây cái resort ở đấy, 2 tầng ở đấy, nó mát. Tiếp tục chỗ này có cắt là liên tục không hay là dừng? Có. Nghỉ là thế. Cái nghỉ xem đang non luôn. Cái đoạn này khó đấy. Đoạn này khó. Đoạn này dừng lại đi. Đoạn này nó khó. Nếu nó thì đen thôi. Đen là chính. Chỗ nào đường thì lâu cộng với lâu. Đá thì chỉ đen thôi. Khó không? Kia là ảnh. Trước. Ôi chỗ này quên không vẽ nước, lúc đầu tiên đi bỏ. Con vẽ xong. Đó. Đây có xe ảnh. Chỗ này không có vẽ đẹp, cái bánh dày là cái bánh mì. Sửa đi, sửa hình cho nó đẹp. Bánh mì thì đã được ăn chứ sao mà gấp chú cứ. Rắn vãi nó trở thành cái gì. Không lộn thôi. Ốc đảo. Tự nhiên có bác hẳn một cái cầu ra mỗi một cái cây. Kiểu ra đây để nghỉ mát. Chắc là phải làm bàn cờ đây cho mấy ông kia đúng chứ. Chết thì còn nghe được. Cái này chắc mời ông thả câu. Ném mà ông mùi nó câu cá. Thôi khó lắm anh chị. Chú giỏi của cứ vẽ đấy. Anh khó lắm. Gặp khách ông già là chơi ấy ở đấy đấy. Chơi ông người ta câu cá đấy. Anh chọn gì vẽ dễ dễ. Lúc đầu với ông mặt trời với chọn ông mặt trời. Cuối cùng mặt trời cũng khăn. Bây giờ lại bảo tập vẽ thì chẳng có gì dễ cả. Khi mà vẽ rồi thì chẳng có gì khó. Bây giờ lại bảo vẽ chai rượu cho nó dễ. Nhưng mà thực tế vẽ chai rượu khó phết đấy. Màu thủy tinh khó làm lắm. Chỉ có vẽ cái chai đen thì được. Đang đá thì mình cũng muốn đánh dấu đá một tí thì cho nó thành. À mày quá không phải của mình. Không lại mất công trả lời. Đây lúc đầu tiên là vào vách đá đúng không? Đẩy sáng lên một tí. Chỗ này mà nót kỹ thì nó làm thế dễ. Thầy cứ hướng dẫn cái gì mà dễ nhất mà này đẹp nhất là được. Kiểu vừa ngon vừa ngon vừa bổ lại phải vừa rẻ nữa cơ. Dễ nhất thì lại không đẹp nhất được. Thế ra quán thì cứ đòi là ngon bổ và phải rẻ đấy. Ví dụ như này đẹp đó nhỉ. Chú ấy về rồi. Chú về rồi. Chú à chắc thầy không về, chú về. Về chứ, này lúc cái sang được ăn cơm đấy không? Nó cũng muộn. Chú cũng về làm xong. Mọi người phát hình cho rồi nó tỉ mỉ một tí thì nó mới nhìn ra gì. Xanh vàng đều được hết cho vào thành núi. Không biết chọc vào chỗ nào. Chọc chỗ nào cho nó cứng cứng. Lâu lâu ghi sáng. Mấy quả trứng đều ra một toàn quá. Thế trứng khủng lắm. Trứng đúng. Đó luôn. Trứng hóa thạch. Đây như kiểu lót là mình lót đậm nhạt luôn để cho nó dễ hình dung, không là rối mắt. Đấy này để định hình để nó đỡ rối mắt. Rồi thì bây giờ đến thằng cỏ với thằng đường. Chỗ này thì vùng cây rồi, vùng cây thì xanh đen. Xanh đâu rồi? Cây luôn. Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu đổ bê tông. Cây nắng trong lá trầu không. Này là cây. Đà lộ là còn được. Đây cây. Lót kỹ thì lúc mà hoàn thiện nó nhanh. Cho cái góc này mấy cái ngôi nhà để đi qua cầu. Đâu chỗ nào nhà? Đây, chỗ này. Làm sao nhà được. Nhà giáp để to quịch. Nhà tí hơn. Tưởng tượng thế thì phong phú quá. Chim. Cái cầu này là dân Bắc cầu qua đây để cháu cái Tùng đi chơi không? Đâu, chào đây con cá. Tiền đâu đi. Tiền đâu đánh cờ. Khang thì tiền không được. Mày comment mày đấy. Tao ghét những ai cao hơn tao đấy. Cao hơn là tao dễ đánh lắm đấy. Đánh cao hơn là cao hơn tao đấy. Đứng xa khác đi. Đứng xa đánh được em là ít lắm. Em chưa biết sợ lần nào. Ăn sướng rồi. Chưa lâu lắm chứ đừng liều mạng với ai đâu. Em chưa biết sợ nào thấp hơn em. Toàn là cao nhân. Đùa đâu, hội tụ đây toàn cao nhân này. Không phải là dạng vừa đâu. 30 năm nữa ối tỷ phú mới lại ối nghệ sĩ. Đúng. Rồi tầm thường này luôn. Em rất nghĩ điên. Đúng. Đây em phải nói chính xác. Tao là nghỉ mẹ dép đéo không mà đi. Tôi mới tính tiếp. Hội em này gặp nhau rồi. Đây là ăn rồi. Đây nhà ăn rồi thì chúng tôi nghe xì vợ con chửi thôi. Hội ăn mày. Đây toàn ART mấy chục năm lại họp lớp cái gì. Cái gì mấy chục năm đang tính năm một lần này. Vâng, lúc đấy tôi dần dần họp lớp được. Đấy đến 15 ngày lại có lớp. Lúc đấy là siêu cựu học sinh rồi. Ủa thế thì thuê phải hội trường của anh em mình không biết bao giờ lại được như của chủ tịch nước. Cứ sang đi ra Mỹ Đình họp lớp. Ôi rồi anh canh mà huấn luyện ấy thì tầm nửa năm rồi không đến. Lên ART ngay. Tôi nghĩ là nó cao siêu nhưng mà ở nhà nghĩ chắc gì mình đã vẽ được cái bức tranh như này nhưng sắp sửa thành bức tranh rồi đấy. Sắp đổ ở nơi rồi, siêu quá. Cái gì nó mà cứ gọi là quyết tâm thì nó sẽ ngoài sức tưởng tượng ngay. Siêu quá tí đổ cành nhỉ. Đấy các màu đường thì cứ trắng rồi là vàng đất rồi lâu. Trắng vào cộng bên kia thì cộng tí đen vào cho nó vụ nó lâu lâu nó sẫm sẫm xuống nhưng nó toàn thiên về màu nóng tông nóng. Đây các cái này là màu nóng này. Đấy, cộng tí đen là nữa thì nó lâu nó thành con đường. Kể cả đến lúc sang tranh đồng quê nó cũng có cái tông này thôi. Đấy. Còn chỗ này thằng cố tình để cho nó đi cọc. Đấy các thầy nhớ chưa? Mài quỷ đấy. Vào sao ra được một đất. Và đợi em chạy xuống dưới kia móc ít đất lên xem màu đất là màu gì. Bọn địch ta cần lấy đất một phết đi chỗ cái nó là đất. Được cũng được. Nó nhanh. Đất này là đất đồi như giống một đất mình đen lắm. Này nó ký lúc hoàn thiện nhanh. Thế mình không phải đi làm lại nhiều. Thế này nhanh quá. 2 ngày là xong. Ủa, giỏi thế cơ à? Đấy. Anh đâu nhanh 2 ngày xong. Thế anh bảo thế thì nhanh quá. Thầy bảo lót kỹ thì ít nữa hoàn thiện cho nó nhanh. Anh bảo thế thì nhanh quá. Muốn lót thì kỹ là lót như này. Không thì không cần. Không cần thiết này. Tách lúc nào mà nó bị dính nên tách muốn tách hình thì đẩy này mà phải biết là cây cỏ. Thầy ngoáy cái nó ra cái mũi cây thì em ngoáy cái nó ra cái trứng tròn o. Đây là đất thì rõ ràng ý tưởng là cái mũi cây mà nhìn toàn ra bò thế ra trâu. Tất cả cái này là màu đất hết. Vào rồi nó gốc cây thêm nâu với đen mà. Cái gốc cây này phải lâu đen rồi nha. Để lát nữa vẽ nó dễ đèn lên thì nó trên một cái đèn tối thì nó nhìn hợp lý hơn. Cứ đừng quan tâm đến cái bờ khắc này vội, cứ di hết một màu đã rồi tính tiếp. Đấy cả màu xanh cũng được, lát nữa thằng nào cũng đẩy cỏ lên. Rồi lên trắng. Chỗ nó sáng ra. với cái màu ấm màu nóng này nó là thiên màu đường nhé. Đây là đất và đá đan xen nhau. Đây sáng. Quan trọng là mới học thì phải làm chậm, đừng làm nhanh, đừng có tư tưởng làm nó xong. Làm chậm nó là bí thì có thể tự mình tìm ra giải pháp đã. Đứng lùi xa ra xem là ngây ngó người khác xem thế nào. Cứ tự nhìn nhận nó tự vỡ ra thì nó lại nhớ lâu hơn. Còn nếu mà mình luôn trong cái thế thụ động thì không học được mấy. Tại vì lúc đầu tiên nó sẽ là bí, chắc chắn là sẽ bí, nên là điều đương nhiên rồi. Chút khó khăn đúng. Cứ gãi đầu gãi tai dịu như tắm vào đó. Anh phải nói này, chú thỉnh thoảng nói câu nghe hay đáo để nhá. Đùa le le nữa anh chả tôi cứ hoa hoa tí. Không có gì đặc sắc nữa. Không có đâu. Thế thì giờ trần này chả quê em đấy là đánh nhau đấy. Quê em hiền, hôm nay là nhịn đấy. Đánh nhau đấy, may hôm nay đây chắc là nhịn đấy. Quê em hiền, không có gì. Đấy bây giờ thì mình không quan tâm đến cái thằng bậc khắc này thì mình quan tâm sau này. Khó đấy. Đấy một cái không khó đâu, vẽ một với cái dích dắt vào thôi. Không cái đường. Phải để cho anh em nhớ cái tiếp thu nhiều quá. Quê đấy. Đâu nó thì đây, đây là một cái bậc hai hả? Bậc này. Đây này, bậc này. Cái này nó tăng cái phần sinh động thôi. Thông nào cũng chả ai làm sao cả. Nhưng mà muốn tranh của mình nó khác biệt với tranh người khác thì có hai nấc nhìn nó sống động hơn. Nó múa hơn. Đấy. Thấy chưa? Nhìn nó thấy cái bậc trên bậc dưới. Mấy bạn nó ra. Em càng vẽ nó càng ra con run. Con run nó càng lớn dần. Đấy là cái bờ đất kiểu mình chỉ cũng còn ngàn nữa. Nếu mà các ông vẽ được như thế thì các ông đi học làm gì? Đâu thì các ông đến đây làm gì? Đến lại làm gián điệp. Đến đây làm gián điệp à? Lúc dễ thì bảo ui dễ quá thầy cho khó lên, lúc khó lại bảo ui em không vẽ được. Thì chịu, không biết chiều ý cơ vào. Bậc này nó có xu hướng vãi vãi à? Nó góc vãi vãi hay sao? Hơi hơi lông lốc phần mà. Đấy là trúng lõi. Trúng lõi. Anh nói thật nếu mà có cái mỏm đất như này nó sạt lâu rồi chứ không phải đợi đến trông cái tùng lũng lũng cổ thôi nha. Lũ này nó cuốn sạch. Đang phát là con người bán sơn ba đi đấy. Khả năng cái cây cái mai lót thầy cứ dậy luôn cái cây mai em mới lót. Cái tảng đá đường khó lắm. Mai mới lót cây à? Cái cây không khó lắm. Chưa nhớ được. Có trên Bắc Giang có nhiều lắm. Đây này nó khác gì 3D không? Nó khác chứ. Khác chữ 5 mấy chữ 3 thì khác. Cao hơn rồi. Chắc đắt tiền hơn rồi. Không, tiền thì vẫn thế. Mới đang sản phẩm lên lại còn 5D cơ à? Kìa ngày xưa sơn 5 in xong chuyển đến 7 in đi. Thế mấy D bậc thang vẽ là ví dụ Tây Bắc đấy bác cái này mới yêu cầu không. Tây Bắc của anh cái bậc thang không thẳng này đâu. Nó phải lổm chổm đá cơ. Đây là bê tông rồi. Khả năng tí anh phải vòng vòng không cong không kẻ được thẳng. Khả năng đấy mới là bậc ở trên anh. Mỗi lần tập trung vào cái vẽ tự nhiên là bậc thang tự nhiên nói là giật mình đấy. Căng thẳng ra ngộ rồi đúng không? kiểu mình căng thẳng. Đấy, đấy, chưa cần tả thì mới kẻ không thành bậc, thành bậc. Dễ nhờ. Dễ nhờ. Mấy bác kia bác ngoài dạy bác cũng làm cái cả ú bẩn trên. Còn cái cỏ này thì mai di, cái này nữa cái cỏ nó lát lát ở trên cái bờ dở đá dở ấy này. Đấy, rồi mai nó xe này thì tính tiếp đây là nót, bây giờ nót là cái này nhá. Trong cái đường dưới thầy. Thầy quyết luôn. À, cái đường bên dưới là cái dưới lát được nhá. Đấy. Rồi làm nước này đi. À, cái này nó là nước thôi. Nát nước, cốt ru hay là chấm cây lên, có một vài cây nhỏ nhỏ này. Cái công nghệ cái cành này nguy hiểm lắm. Cái cây tùng này to lắm. Đánh sập rồi luôn. Nó đen đâu ra mất rồi. Đen đây. Không có gì thay đổi thì mai là 28. Thế là chiều 29 là ra xe bác. Không, chiều 29 thì cả nhà nghỉ. Bắt đầu tại nhà xa thì phải về trước. Ở đây. À bác đi Nghệ An em biết rồi. À đi Nghệ An cả. Nghệ An nhà đây. Chiều 29 là phải ra xe rồi. Thế là chú đuổi hết à? Bài đồng lắm nhà xe chắc canh mình. Đâu, ai ở đây thì ở, ai đấy học ôn bài trong nhà luôn. Mai đến vẽ xong hết cho em đang có hai lựa chọn, một là vào Nghệ An, hai là về học lớp rồi. Chẳng có gì đâu, được gì lớp thì mười mấy năm rồi chưa gặp nhau bao giờ. Lớp các bạn chẳng học hành đấy. Lớp của thầy là muốn học khả năng của cho anh em gặp nhau lần này. Không, cái lớp này thì em tính rồi, bàn với các anh khóa trước rồi, bảo thôi cứ thôi anh em gắn bó nhau. Ở trong nhóm em vẫn đang hỗ trợ nhau trao đổi kinh nghiệm. Đấy thì tất nhiên cuối năm. Không, cuối năm thì rất khó. Tại cuối năm anh em rất bận. Riêng cái ngành của anh em mình kể cả sơn hoặc là vẽ đều bận hết. Cứ phải vào tháng 7. Đầu năm. Tháng 3 này này. Tháng 7 là uống cô hồn, uống rượu ngon. Tháng 2, tháng 3 ông yên tâm đi. Cái mùa lợn đấy. Tháng 2, tháng 3 này gặp nhau tốt. Khả năng nói vậy thôi chứ lúc thì em không có điều kiện đâu. Nhưng mà thường đầu năm là kinh phí hơi yếu. Vừa ăn Tết xong thì kinh phí yếu. Nhà em nhà cái tiêu hoàn cảnh lúc đấy vẽ có mối tiền vùng núi. Mình vẽ cái đợt cuối năm ấy rồi đó, mình sang đầu năm còn dư tiền thì tiêu hết. Mất tiêu ở đâu rồi hết? Tiêu đâu rồi? Đấy anh còn xác định ra nghề. Tôi thì chưa đi học về ra nghề. Tôi còn đang lưu ban đến 6 năm rồi. Lúc đấy là có cái lương trợ giảng nữa trước thì đấy. Lương trợ giảng thì nó được thêm, có tí thêm này. Không lo lắm. Không lo đâu. Trung tâm đã tài trợ nhiều thứ. Là lúc đấy ăn tiền thâm niên. Ăn tiền thâm niên. Lâu năm mà. Đúng rồi, dịch ra tí thầy lót luôn cái nền dưới đường đường bóng. Chàng dư ông ấy bây chỉ. Có dư ông đấy. Ông nhặt đâu đấy. Cái cây này cả nhà chú ý là làm khúc khỉu một tí xì nhục. Nhạc chính đấy. Uốn lượn. Nhìn là mệt. Cây Việt. Sao cái này lại gọi mẫu tử này? Thế nó bảo thế mình không phải cái này là mình để con thì cây bố cây con. Bố con là phải cuốn với nhau. Là cây anh em tương tác. Mẹ con đấy. Cái này gọi là nguyên thì đúng rồi. Phúc tử. Đây là huynh đệ. Tình cảm Tết. Cái này thì chắc năm sau mình xem. Khả năng tí mình vẽ cái cây tùng mà nó thẳng đuỗn là mình thích. Còng này khó lắm. Lúc thì bảo vẽ còng dễ, nhưng mà lúc thì muốn còng nó không còng rồi. Lúc kêu là run tay, lúc bảo run thì chả run. Lúc cần run thì lại không run. Nhất là anh thêm rồi. Luôn luôn lúc bảo vẽ con chim thì bảo run. Trời khó này, không biết đường nào mà dạy. Không biết đường nào mà hỗ trợ rồi. Không nghe nào. Còn chơi khó này. Chơi khó. Đấy lúc là đau bụng đấy. Còn thôi. Căng cố gắng nó càng kiểu khúc khỉu dần xù thì càng tốt. Không có gì thay đổi. Tìm một điều thuốc rồi bảo mẹ. Cô đi ngủ quá, xong rồi mình không ngủ, ngủ à? Lên vậy thì bao nhiêu trước, lúc nào nằm thế, cũng đã ngủ. Ngủ đấy, ăn đấy, chờ tôi nghe tí đâu, ngủ quá. Thôi, cảnh đi xa. Thôi chìm nữa chứ à? Mày hết thằng sưởi này mới chìm được kìa. Còn ai làm? Tụng đời, tụng người phải rồi. Tùng này vẽ hơi lâu đấy, nhưng mà muốn vẽ đẹp nó hơi lâu đấy. Thầy cứ vẽ thật đều thì nghe là em học. Nó tỉnh táo, nghỉ càng khó thì càng tính. Em một cái nào nhất mỗi cái thân cây là đi học thân cây là anh là tân cô, là kiểu là thắng quá lớn. Ui cả mù rốt chứ còn gì cả. Thôi đến đây mua gói thân cây thôi. Tân cô đứng lên nhé. Thân cây này họ nhiều người. Tân cô đứng lên, đam mê. Cả mình xem trên điện thoại mà kèm thẳng vào cái thân cây. Cô đi rồi lại. Cái cây này đập ngay vào mặt. Ủa đấy, cái cây nữa. Mọi người từ từ bật nhạc, không là tiền bản quyền bây giờ. Bật nhạc thế. Bật nhạc tại vì thu âm này em hay bị bao nhiêu ấy rồi. Bao nhiêu nó báo bản quyền đấy, có khi nó xóa kênh YouTube đấy. Nguy hiểm lắm, chơi với thằng YouTube này nó bản quyền căng lắm. Khóa trước bị nhiều quá rồi. Bật nhạc vào người ấy. Thế là những cái nhạc của bọn nổi tiếng này nó đăng ký bản quyền hết rồi. Mình ghi vào xong mình đăng lên YouTube là bị bọn kia nó thổi tôi coi nghe. Kể cả hát cũng bị ở đấy. Không hát thì không sao, nhưng mở nhạc nguyên bản của nó là nó mồm đấy. Lúc này thì không cần phát kỹ cành quá ở trên này đâu, chỉ phát cành lớn thôi, tại vì mình phải làm núi xong mình mới làm này. Máy hết pin rồi. Còn 2% thôi. 2% không? Kệ đâu. Ok. Nó còn quay không? Xem đi nữa. Cái gì quay này nó mặt thuyền lò cá đấy. Lò cá đấy. Để cho cá này còn đúng là cái cây tùng trong cái tranh này thì nó là linh hồn của bức tranh rồi. Nó là đẹp, cái này nó đập vào mắt. Nhất lúc cái đầu rất thích ngắm những cái thân cây tùng đấy, cái đầu khô của nó. Đôi khi mà anh em hướng dẫn này không sợ thời gian không đủ thời gian. Cũng tương đối, nhưng mà nếu mà không thì bước này vẽ kỹ hơn một chút để cho anh em các khóa trước đã làm tư liệu. Phát chơi này xong là mai hoàn thiện kia thì nó lại một đè một cả số chỗ ở đây thì ta lại hoàn thiện tiếp, lại che vào. Để xuống thấp hơn. Hãy subscribe cho kênh Mỹ Thuật Việt chưa này vào bán hóa đem hơn 50 cái sản phẩm đơn nhiều đấy cái cây này tập gym mạnh cơ bắp. Cô làm cái nghỉ thật mà. Cái này trên YouTube có phải không? Thầy có đăng lên YouTube không? Đấy bức này đây. Này như không có bản chất. Lúc này là mình đi quay là mình cũng là quay nhanh. Quay trên cái điện thoại này nó có chế độ quay nhanh. Quay xong nó nhanh sẵn rồi. Tại vì đi làm công trình thì không có dung lượng, không đủ dung lượng, phải luôn nhanh để cho nó bớt dung lượng xuống.